cách sửa lỗi không xuất được video do chọn phải mục Pro nhiễu sóng từ. Đây nhá, bây giờ mình sẽ ấn mũi tên ở góc phải trên cùng màn hình này. Đó, mọi người thấy không? Bạn đang sử dụng tính năng trả phí sau đây, tức là mình đã chọn vào cái mục nhiễu sóng từ giống như bạn ấy đang bị này, mà bạn ấy không biết ở vị trí nào. Nhiễu sóng từ này nó chính là phần chữ mọi người nhé. Từ tức là chữ thì mọi người sẽ tìm ở phần chữ. Mình sẽ ấn dấu X để tắt đi này. Bây giờ chúng ta đang vào phần tên văn bản, ấn vào tên văn bản thì nó sẽ xuất hiện từng cái đoạn chữ mà chúng ta đã thêm. Ví dụ ở đây mình chỉ thêm hai đoạn thôi, còn các bạn có thể có nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ mò lần lượt từng cái. Mình sẽ chạm vào cái thanh chữ thứ nhất, màu cam đây, chạm vào này. Đó, sau đó vào phần hiệu ứng động để xem là mình đã chọn vào cái hiệu ứng nào. Thì đây, nó hiện màu xanh ở đây là cái phần trial này, là không phải là mục có chữ pro. Vậy cái này không sao, ấn tích. Tiếp tục di chuyển, chạm vào cái đoạn chữ thứ hai, rồi chọn vào hiệu ứng động. Và mình sẽ thấy, đây, nhiễu sóng từ, chính là cái nhiễu sóng từ này. Mặc dù ở đây nó không hề ghi là có chữ pro, nhưng rất là buồn cười vì nó lại là cái chữ pro mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ, mọi người sẽ nhìn lên trên, ở trên có chữ pro đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ chọn cái phần nhiễu sóng từ này đi. Mình sẽ chạm vào phần bên cạnh chẳng hạn. Mọi người thấy không? Nó đã biến mất luôn cái nhiễu sóng từ rồi. Đó chính là lỗi ở đấy đấy. Thì chúng ta chỉ cần bỏ chọn nó và chọn sang cái khác là được, không chọn mục pro là được. Sau đó mình ấn dấu tích là mình có thể ấn mũi tên để xuất video nha. Chúc các bạn thành công. Các bạn có câu hỏi gì nữa thì hãy comment xuống bên dưới để mình ra clip mới nhé. Pamela, mình bè đi, sẽ ít hết mình.